Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Vingroup vét túi nhà đầu tư chuyển cho VinFast đốt. Ai tình nguyện làm chuột bạch đây? Trong bản báo cáo minh bạch mà VinFast đã nộp cho Ủy ban Giao dịch Chứng khoán Mỹ vào ngày 6 tháng 12 năm 2022 cho thấy công ty VinFast có tổng tài sản hơn 4,4 tỷ đô la nhưng đang nợ tổng cộng sắp xỉ 8,8 tỷ đô la và lỗ lũy kế gần 4,7 tỷ đô la. Điều đáng nói là lỗ lũy kế của hãng vào cuối quý 3 năm 2022 là gần 112.000 tỷ đồng, tức là gần 4,7 tỷ đô la. Lỗ ròng tính theo từng năm là gần 19.000 tỷ đồng, tức là gần 800 triệu đô la vào năm 2020, hơn 32.000 tỷ đồng là hơn 1,3 tỷ đô la vào năm 2021 và hơn 34.500 tỷ đồng là hơn 1,4 tỷ đô la trong 9 tháng đầu năm 2022. Trong 9 tháng đầu năm 2022, VinFast đã lỗ tới 1,4 tỷ đô la. Nếu lấy con số lỗ trong báo cáo gần nhất là 9 tháng đầu năm 2022 thì mỗi tháng VinFast đốt hết 156 triệu đô la. Nếu tính theo tháng thì năm 2021 chỉ đốt có 108 triệu đô la Mỹ mỗi tháng và tính xa hơn thì năm 2020 VinFast đốt 67 triệu đô la Mỹ mỗi tháng. Vậy là tốc độ đốt tiền của VinFast tăng lên theo thời gian. Để giảm tốc độ đốt tiền thì VinFast phải đạt tới điểm hòa vốn và bắt đầu có lời. Tuy nhiên đến nay, điểm hòa vốn của VinFast là lúc nào thì vẫn chưa xác định cho được. VinFast hiện nay đang tồn tại bằng cách đốt tiền mà chưa thể tự đứng lên đôi chân của chính mình. Hiện nay VinFast đã cho khởi công nhà máy tại Mỹ. Hơn bao giờ hết, VinFast cần rất nhiều tiền để mà đầu tư. Số tiền dự tính là 4 tỷ đô la Mỹ, một con số rất lớn. Như vậy câu hỏi đặt ra là VinFast sẽ lấy tiền ở đâu mà đốt để mà duy trì sự sống cho thương hiệu của mình? Câu trả lời là hiện nay có 3 nguồn có thể cung cấp tiền cho VinFast đốt. Thứ nhất là tiền từ thị trường chứng khoán Mỹ là nguồn tiền mà VinFast kỳ vọng nhất. Tuy nhiên cũng rất mong manh bởi có IPO được thì chưa chắc gì đã gọi được vốn như mong đợi bởi VinFast tại Mỹ có quá nhiều tai tiếng. Thứ nhì là nguồn tiền núi của ông Phạm Nhật Vượng và tiền từ Vinhome. Ông Vượng hứa tài trợ 1 tỷ đô la và Vinhome cũng hứa cho con số 2,5 tỷ đô la. Nguồn thứ ba là túi tiền trong người dân của Việt Nam. Năm ngoái, ông Phạm Nhật Vượng lập công ty VMI để huy động vốn ngoài thị trường trái phiếu. Câu hỏi đặt ra là làm sao ông Phạm Nhật Vượng móc được tiền từ túi người dân đây? Ông Vượng sẽ tìm mọi cách. Và năm ngoái, ông Vượng cho lập công ty VMI để bán những tờ giấy chứng nhận tài sản từ những ngôi nhà ế hoặc những ngôi nhà chưa xây. Mỗi căn nhà có đến hàng trăm tờ giấy chứng nhận bán cho nhà đầu tư. Đây là cách huy động vốn tương tự như thị trường trái phiếu, nhưng không qua trung gian. Việc huy động vốn kiểu này chứa rất nhiều rủi ro mà tờ Thời báo.d đã có những bài phân tích. Mới đây, báo chí cho biết Vingroup chuẩn bị phát hành 10.000 tỷ đồng trái phiếu cho VinFast vay. Như vậy là sau chiến thuật huy động vốn không qua thị trường trái phiếu không được như ý. Thì giờ đây, dường như Vinhome đang huy động vốn bằng thị trường trái phiếu. Mục đích thì đã rõ ràng, tiền này đem cho VinFast đốt tiếp. Với tình trạng kinh doanh trên đất Mỹ ảm đạm, cho tới nay chỉ có 128 chiếc xe VinFast được đăng ký lưu hành, mà chủ yếu dường như chỉ làm dịch vụ cho thuê thì có thể nói thị phần VinFast trên đất Mỹ chỉ là một con số không tròn chỉnh. Một doanh nghiệp mà không tìm kiếm được thị trường thì xem như không có điểm hoàn vốn. Và xe VinFast mà không bán được trên thị trường Mỹ thì VinFast vẫn mãi mãi chỉ đốt tiền để mà tồn tại. Mà doanh nghiệp thì cứ mãi đốt tiền thì cũng tới ngày nó phải giải thể, không sớm thì muộn. Nếu ai muốn móc túi tiền đưa cho VinFast đốt thì cứ mua trái phiếu loại này. Trong đợt huy động vốn qua phát hành trái phiếu lần này, nếu thành công thì xem như ông Vượng đem tiền của bá tánh cho VinFast đốt tiếp. Ai can đảm chấp nhận làm chuột bạch cho VinFast thì cứ tình nguyện, thời này không dại ra nào đáng tin cả. Ví dụ như Trịnh Văn Quyết, Đỗ Anh Dũng và Trương Mỹ Lan cũng rất uy tín trước đó. Họ uy tín cho đến khi mọi sự đổ bể và cuối cùng tiền của nhà đầu tư không biết khi nào có thể thu hồi được. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Vingroup vét túi nhà đầu tư chuyển cho VinFast đốt. Ai tình nguyện làm chuột bạch đây? Vatican đặt văn phòng đại diện tại Việt Nam. Có phải Satan đã lùi bước? Chiều ngày 27 tháng 7, ông Võ Văn Thưởng, Chủ tịch nước Cộng sản Việt Nam đã đến Vatican và gặp nguyên thủ quốc gia nhỏ bé này, Giáo hoàng Francisco. Hai bên đã ký thỏa thuận về quy chế đặt đại diện thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam. Theo đó, văn phòng đại diện của Vatican sẽ được đặt tại Hà Nội. Đây là kết quả của cả quá trình dài để hai bên có ngày thiết lập quan hệ ngoại giao.
sau năm 1975 khi nắm quyền cai trị trên toàn lãnh thổ Việt Nam, thì Đảng Cộng sản đã cho cướp rất nhiều cơ sở tôn giáo. Đồng thời, lúc đó họ đã yêu cầu khâm sứ tòa thánh rời khỏi Việt Nam. Nhận được yêu cầu này vào tháng 8 cùng năm, khâm sứ tòa thánh đã rời Sài Gòn, chấm dứt sự có mặt của đại diện tòa thánh Vatican tại Việt Nam. Từ đó, tòa thánh Vatican và chính quyền Cộng sản Việt Nam đã cắt đứt quan hệ ngoại giao. Ông Võ Văn Thưởng thăm Vatican. Đảng Cộng sản luôn nhắm vào Công giáo và Phật giáo, hoặc là Cộng sản phải kiểm soát tôn giáo, hoặc là cấm tôn giáo hoạt động. Chính ông Karl Marx đã ví tôn giáo là thuốc phiện kia mà. Đảng Cộng sản vin vào nhận xét đầy thù địch này của ông Tổ Cộng sản để mà ra sức chống tôn giáo. Vào năm 1981, khi chính quyền của Đảng Cộng sản cho thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam, và đây là tổ chức Phật giáo được họ thừa nhận. Không ít vị chức sắc trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam là người Cộng sản. Có thể kể đến một trong số đó là ông Thích Thanh Sam, người đã có 4 đến 50 năm tuổi đảng. Không biết giữa tuổi đảng và tuổi tu của ông thì tuổi nào lớn hơn. Nói về Phật giáo thì xem như chính quyền của Đảng Cộng sản đã điều khiển được theo ý của họ. Các chùa công cụ là của Cộng sản đã lấy khẩu hiệu Đạo Pháp Dân Tộc Chủ Nghĩa Xã Hội để mà hành động. Đạo Phật lấy từ bi làm trọng, yêu thương chúng sinh và cả các loài vật, thì lúc đó đâu còn biên giới, đâu là còn giới hạn cho mà ghép dân tộc vào đạo pháp làm gì. Rồi còn ghép cả xã hội chủ nghĩa vào đạo pháp, trong khi hai khái niệm này hoàn toàn không có sự tương đồng. Thực chất, câu khẩu hiệu này đã khẳng định Phật giáo Việt Nam là công cụ cho Đảng Cộng sản. Mưu đồ biến Công giáo thành công cụ bất thành, Sa Tăng đã lùi bước và chấp nhận luật chơi. Với Công giáo thì Đảng Cộng sản vẫn luôn nỗ lực kiểm soát nhưng bất thành. Tuy vẫn có một số linh mục thân cộng, nhưng về tổng thể Đảng Cộng sản Việt Nam không thể điều khiển được Công giáo như ý muốn. Người Công giáo và hàng giáo phẩm chỉ vâng lệnh bề trên, tức là họ hướng về tòa thánh Vatican chứ không hướng về Đảng Cộng sản. Cho dù Đảng Cộng sản có cai trị đất nước Việt Nam bao lâu đi chăng nữa, thì đảng này cũng không làm gì được Công giáo. Cùng lắm họ cướp đất nhà thờ và cấm hoạt động tôn giáo như thời cấm đạo mà thôi. Công giáo đã trải qua hàng ngàn năm với bao nhiêu cuộc bức hại, nhưng chỉ có những điều triều đại phong kiến sụp đổ, chứ Công giáo vẫn luôn trường tồn. Điều này xảy ra trên cả thế giới, chứ không riêng gì tại Việt Nam. Vậy nên cấm tôn giáo là vô ích. Có thể nói từ sau năm 1975, Đảng Cộng sản là hiện thân của quỷ Sa Tăng. Họ mang đến sự đói nghèo cho người dân, mang đến sự ngu muội, mang đến gông cùm. Và chính vì điều đó mà chính quyền của Đảng Cộng sản đã đối đầu với Công giáo bao nhiêu năm qua. Ông Chủ tịch nước của Việt Nam Võ Văn Thưởng gặp Hồng Y Pietro, Thủ tướng của Tòa Thánh Vatican. Chuyến thăm của ông Võ Văn Thưởng đến Vatican và việc Việt Nam tiến tới đặt quan hệ ngoại giao với Tòa Thánh thì rõ ràng đây là dấu hiệu cho thấy Sa Tăng đã lùi bước. Sa Tăng đã phải chấp nhận hoạt động Công giáo tại Việt Nam và điều này gián tiếp thừa nhận họ đã thất bại trong việc biến Công giáo thành công cụ cho chính quyền Cộng sản. Mặc dù cũng có những hàng ràng buộc như việc thụ phong linh mục hay tấn phong giám mục cần phải được sự cho phép của chính quyền Cộng sản. Đạo Công giáo đã qua 2.000 năm tồn tại và phát triển. Đạo Phật cũng hơn 2.500 năm. Hai tôn giáo này cùng đều trải qua không ít thế lực bức hại nhưng vẫn trường tồn. Có thể nói tôn giáo là mãi mãi, còn triều đại chính trị chỉ là nhất thời. Cộng sản rồi sẽ tiêu vong, nhưng tôn giáo thì vẫn trường tồn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Vatican đặt văn phòng đại diện tại Việt Nam, có phải Sa Tăng đã lùi bước? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de